Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Việt Khả nè mọi người. Ngày hôm nay thì Khả sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ hoặc giật tẩu cho ma thần này nha nè. Và chuẩn bị nhận móc 4k nha mọi người. Đó, 4k nào thôi nè mọi người. Cho bạn này có thể 4 sơn nè. Để làm cho anh em xem nha. Cho làm một lúc cho anh em xem nè. 4k ca nha nam. Rồi, chúng ta cùng đợi thử ra cái gì đó nha nam. Quá tủ nè. Sơn nè. Còn giấc mơ ta luôn mãi mong chờ. Dù xa nhau thì sống tìm ta luôn bên nhau. Thân này nè, được mua cái 567 nè. Thì bán được hơn 2 kim nè. Ui. Xem thì ra cái gì nè, gió rơi vô đường xem một từ cách thế giới luôn rồi 1 2 3 khui gì đây anh em cùng chờ đợi lính xem thử gì đây anh em ơi. Mấy ô này giấu dưới mấy ô này hiện tình này đúng không? Ô gia chiên à, đại gia chiên rồi. Ô gia chiên đường môn à. Giá chiều rồi em ơi, đồ lại giá chiều nó ngon ngay. Giá chiều là về bờ. Cung luôn phải, lôi cung. Giá chiều ngon nha. Giá chiều kháng độc kháng cả 22. Ui xôi, giá chiều đẹp dữ ấy. Ui, chiều quá đẹp em ơi. Giá chiều này nói chung là tầm này thì chơi ăn ban rồi á. Giá chiều này chắc nói chung là quá đẹp rồi mà. Ui, chuyện này quá đẹp luôn. Đẹp, chuyện quá đẹp luôn mà. Cái chuyện họ kháng tất cả 22, phòng thủ 20, giống độc 31, giống độc 22, sinh lực, nội lực. Đâu, tiến thân thì chậm 2 cấp. Nói chung là tầm này mở ra cho chuyện gọi là đẹp lắm nè. Cái chuyện lôi cung, quá dữ. Sinh lực 349, phòng thủ nói chung kháng tất cả xém tí nữa mắt nữa mà, kháng tất cả mà lên 25 là mắt nữa. Cái này khá đẹp rồi, trên 20 là đẹp rồi mà. Mà từ dưới 15, 16 nữa mới gọi là min đó nè mà. Này chị này quá ok nè. Đó. Được, chị quá ok nha. Quá dữ luôn đúng không? Vì là tính ra mang đai lưng mọc, nhẫn mọc thì nó sẽ kích nè. Đai lưng mọc, nhẫn mọc nó sẽ kích. Đúng rồi, đai lưng mọc, nhẫn mọc. Chung là này chắc là đỡ cho xe mang này nọ bán nhưng mà nói chung là cũng ok đấy. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video mở mắt thì tạo 4k này nha anh em ơi. Và khoảng hơn thì kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Ok, mở thì tạo 4k được nhà chuyện lôi khung khá đẹp rồi nè. Rồi anh em theo dõi đừng quên cho một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Quá đẹp rồi, sáng này còn áo thì nhận. Phần nào chiên đẹp thì chiên đẹp nè mà. Uống cái chiên liền. Rồi anh em theo dõi nhớ trong like chia sẻ ủng hộ cho nè mọi người. Bye bye.